Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Bảy Gắn Sóc Trăng nha các bạn. Lời nói đầu tiên cho Bảy Gắn Sóc Trăng gửi lời chào đến tất cả cô dì chú bác anh chị em và các bạn đồng nghiệp, lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay mình đi thăm Bảy cùng với hai nhóc mình nha các bạn. Hello. Cái này là nhóc nhỏ, còn kia nhóc lớn nè. Rồi mình sẽ lên đường nha các bạn. Hiện tại thì cái điểm này hơi khó đi, thành ra mình cho hai nhóc mình ở đây. Rồi tới mấy cái điểm kia nó hơi dễ đi thì mình sẽ dẫn theo hai nhóc mình nha. Rồi mời các bạn cùng theo mình đi thăm Bảy Gắn nha. Nhóc lớn mình nó giữ xe các bạn, còn này nhóc nhỏ khoái lắm, có găng tay nữa nè, đưa găng tay lên cho khán giả coi rồi đó, găng tay này là để đội bắt gắn hậu hành nha các bạn. Rồi thôi đi, chuẩn bị tới cái đầu tiên nha các bạn. Này lúa chỗ chân bạn ơi, đặt mà từ lúc mà lúa mới xạ giờ tới giờ lúa chỗ luôn rồi. Tháng mấy nè, 2 tháng lúa mà nó chín luôn là tới cắt luôn là khoảng 2 tháng rưỡi nữa các bạn. Cái này chắc khoảng chừng tầm nửa tháng nữa là cắt được các bạn, chỗ đều hết rồi. Đi hơi vất vả. Đi khó nữa không? Đi thăm Bảy à, không có dễ. Đòi đi theo mình các bạn. Rồi tới cái đầu tiên. Lấy bịch lúa các bạn. À thấy rồi ba. Ừ. Trong đó đó. Dạ. Con thăm cái đầu tiên hả gì? Bây giờ cho thăm luôn phải không? Đây ba. Hả? Đây ba. Đây nè, trong đó kìa. Nhỏ lên coi, kéo coi. Đó đó đó, thấy không? Có gì không? Chuột còn. Chuột còn luôn hả? Rồi, cho bịch lúa đi. Đưa lên lúa bà nhát kêu trà. Đây chuột con nè. Ừ, chuột con. Cho nó ăn lúa bà nghe. Rồi, ấp máy nha bạn. Rồi, tới cái tiếp theo các bạn ơi. Bữa nay bị cảm bạn ơi, sổ mũi quá trời, ho sổ mũi. Hát thì hơi liên tục. Ở đây có một cái mà. Đây để bà thầm ra. Khui hàng. Chính con gì không? Chống lỏng các bạn ơi. Chuột còn ở đây. Chuột còn luôn bạn ơi. Cái này hôm gọi dính con hổ ngựa. Chà bá luôn. Đợt này không dính con gì hết. Nhớ chưa? Ấy da, chết bà kẹt. Chặt lưới rồi hả? Rồi đưa tắng vô, đưa thúc vô cái rồi hả, lấy ra. Rồi. Tới cái thứ ba nha các bạn ơi. Cái này là một lần dính 3 con, với lại một lần dính 2 con nha các bạn. Đây nè, đã đây nè. Đây tới đây nè. Coi cái lần này có dính con nào không? Chống lỏng mà. Thấy nín thinh nè. Không có bạn ơi, chuột chết luôn, chuột chết rồi. Thôi ốp máy bạn ơi, hồi quá. Ở đây có một cái nha bạn, chống lỏng các bạn ơi, không thấy hiện tượng gì hết, chuột còn bạn ơi. Phê chưa? Lỗi, có chút xíu thở khì khì luôn. Bà đã đi qua bên cái đường đó, lội xuống mương đó, rồi đi vòng vô cái khu trong đó đó, rồi lội bộ ra. Xa lắm. Để chút xíu mà cứ mình kiếm đường đi ra ngoài lộ luôn đi cho nó dễ. Đây con cái nữa bạn ơi. À, kìa, thấy rồi. Thấy chưa? Thấy. Thấy à? Thấy kìa. Thôi, để ba chạy ra. Dính con nào không nhỉ? Hiểu vậy ta? Chuột con.
chục con thấy chết rồi. Còn chục con bạn ơi. Rồi mình ốp bá nha. Trong cái hầm này có cái nè bạn. Bò vô. Bò vô. Trong phọc cái chuột con luôn bạn ơi. Nãy giờ không dính con nào hết trơn ta. Kỳ gì? Cho em bịch lúa. Chắc dính sao mình dợi này quá bạn. Hết dính nè. Châu mệt không? Để có mấy con chín tại nè. Nè, con này gọi chín này. Ừ. Đây. Lên được. Qua nó đó. Ừ, đi thẳng lên nè. Lụm trái dừa các bạn. Dừa lên mỏng. Chút xíu rồi về bẻ ra ăn luôn phải không? Ừ. Dạ. Ăn không? Ăn. Dạ dạ. Có biết ăn mỏng nữa không? Biết. Mỏng cho của em mà mấy nay hẻm hồ luôn. Ừ. Ở khu vực này còn hai cái nữa là kết thúc nữa các bạn. Đợt này không dính con nào chứ các bạn ơi, còn hai cái nữa. Hy vọng là dính con to to các bạn. Đi nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi. Nhóc mình đi muốn hết nổi luôn rồi. Nó đi vô cho giảm cân các bạn. Còn nhiêu ký trâu? 49 50 gì á. 49 hay 50 gì đó. Nhóc mình hôm nay học lớp 5 các bạn. Còn thằng lớn thì học lớp 7 rồi, 8 rồi. Đây nè. Con gì đâu sao nhẹ hiệu vậy ta. Không có bạn ơi, chuột còn đâu bạn ơi. Còn cái nó kết thúc nữa các bạn. Kết thúc ở cái khu này. Không có con nào hết. Cái này lậm em coi. Lậm em cũng nó sung sung lại các bạn. Nhóc nó đi theo nó đợi bắt cá hoa hành. Cái này quải quá các bạn ơi. Bị cảm mà cái nó người mình nó mệt mỏi. Khó chịu quá. Tính để ngày mai đi thăm mà ngày mai sợ thăm không kịp bạn. Chết chuột nữa bạn ơi. Dời luôn. Hết rồi con. Rồi tới địa điểm chuồng bò nha các bạn. Địa điểm này có hai cái, hai cái bẫy nha. Đi theo nó hả? Dạ. Đứng lại, đứng lên nó ghi với anh hai đi. Ba thăm ở đây có, bên em lại cho. Chỗ này nè bạn ơi. Cái này con cái nè. Khui hàng coi. Khui hàng coi có con nào không? Vô. Trời ơi, trống phọc con bạn ơi. Không có con nào chứ bạn ơi. Khui quá. Còn cái nữa. Ở đó đi, đừng đi qua đây ấy lắm. Chỗ đây có con cái nha bạn. Chỗ này hôm rồi là mình dính được con hổ hèo nha bạn. Đợt rồi chết chuột bạn ơi. Không có chuột mình để cái bẫy lại thằng đó luôn. Ồ, cỏ lên cao quá. Đâu rồi, cái bẫy mình đâu rồi. Đây. Ồ, trúng lỏng. Chết chuột luôn bạn ơi. Địa điểm quen thuộc các bạn ơi. Chỗ này là mình ăn 4 con đó bạn. Đứng đó đi, đứng đó đi. Tới rồi. Ba đứng thì là lên lên đi ba. Hả? Đứng thì là lên lên đi ba. Ờ. Để cho con bắt. Ờ. Dính là một em cây. Khui hàng cây. Có một em rồi, dính được một em hổ hành rồi, dính được con hổ hành. Yeah. Trời ơi, đúng là cuộc hành trình gian khổ thiệt. Hành trình gian khổ quá.
Yeah, yeah. Mở ra. Đó, kiến. Con này nhỏ không bự. 6 7 lạng. Con này hả? Con này 3 lạng hả? Đó 3 lạng hả? Ừ. Trời ơi, kiến gì vậy ba? Kiến thôi. Ba à, ba chỉ cho ba. Bóp hôm lại, bóp hôm lại. Ở đây ba bóp hôm cho. Rồi, ba nhà ba. Chút nó xuống, chút nó xuống. Lấy từ từ cái dướng gai nữa. Rồi, kéo ra. Con này 4 lạng. Wow. Hả? Cầm nó, cầm đầu nó. Ừ. Ừ, cầm đầu cầm đuôi nó, cái tay cầm cái đuôi nó. Ừ, để nó đẻ dính nó. Ba ba. Bỏ ba mà. Rồi lấy túi lưới lại, lấy túi lưới lại. Lấy cái lưới, túi lưới trong vỏ kìa. Đường con á bạn ơi, từ sáng tới giờ mười mấy cái là dính được con một. Quang, quang. Đứng đứng đó cầm gắn chụp chụp. Một em nha bạn. Ba. YouTuber nhí. Ba túi lưới nè ba. Túi lưới cho ba để trong vỏ đó. Con này 4 lạng các bạn ơi. 4 lạng. Hết chơi muốn hết 7. Nè, cầm đi. Cầm đi, vô lên ba chụp cho tấm hình nè. Nhìn lên đây nè, cầm gắn cao cao lên. Ồ, wow. Rồi, bỏ vỏ đi. Được một em các bạn, từ sáng giờ được mấy em mà bạn ơi. Yeah. Oh yeah. Rồi thôi để mình lấy cọng dây chuối mình cột lại nha bạn ơi. Đây. Mệt chưa? Nói với các bạn coi. Mệt muốn chết. Bự cắn có sướng không? Sướng. Sướng à? Sướng mà đi thì mệt phải không? Được một con các bạn. Từ sáng tới giờ. Giờ. Hành trình gian nan đó các bạn, hành trình đi đi bẫy gắn rất là gian nan. Ủa ba, không lấy theo cái túi đỡ nhưng mà là dính gắn sao ba? Phải. Để ba lấy theo cái bọc lúa xém quên. Cái bọc lúa các bạn ơi. Đem theo cái lưới đi ba. Thôi để nó đi chút xíu, đem cái gì dính đem ra ngoài nó bắt cho nó dễ. Dính mình đem ra, đem cái bẫy ra. Này hôm rồi dính con hổ hành nha bạn. Nghe hiểu rồi bạn ơi. Chọt chuốt rồi. Chọt chuốt rồi. Chọt chuốt. Chọt chuốt là chuột chết. Chọt chuốt là chuột chết. Quý quay vậy quý. Vậy đó hả? Chụp khung cảnh hả? Đây con cái nữa bạn ơi. Chỗ này là thăm 4-5 lần không có con nào chứ bạn. Ôi, cái bẫy cái miệng trên vên ra ngoài luôn, hở hôm luôn. Hở hôm tàn quạt luôn. Biết con gì vô đây nữa. Ồ, chết chuột nữa.
mình cũng vừa về đến nhà các bạn ơi. Hành trình gian khổ được có một con cắn một bạn. 18 cái. Bắt cho các bạn coi luôn Châu. Nắm cái mình đó đó. Ờ dính mình đó con. Ừ. Đó, đừng con quá rồi. Ừ. Con này chắc cũng hơn 400 gram mà mập ú 400 gram khỏe luôn. Bỏ túi lưới nó đi con, bỏ đạm lưới lên. Bà chủ bán bún kêu cua nha bạn. Đi khô à. Mua tưa của tiệm mua tưa Tây Thắng các bạn. Bữa nay là quá trời thắt nó thu rồi. Thôi mình cũng xin phép clip ra đây các bạn ơi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Hả? À?